Thì bệnh viện Ca và bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp thực hiện mổ lấy thai đôi thành công cho sản phụ hiếm muộn mắc ung thư vú đã di căn. Sản phụ là NTT 38 tuổi, quê Thái Nguyên, kết hôn 13 năm không có con, nhiều lần vay mượn tài chính để làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF không thành công. 3 năm trước, bệnh nhân phát hiện ung thư vú đã điều trị hóa chất và phẫu thuật, khám định kỳ theo hẹn 3 tháng một lần. Đầu tháng 5, bệnh nhân chuyển phôi IVF thành công, phôi được tạo năm 2020 trước thời điểm điều trị hóa chất. Không may, vào những tuần giữa thai kỳ, bệnh nhân phát hiện hạch ở cổ, đi khám phát hiện ung thư di căn, cần điều trị. Đứng trước danh giới chữa bệnh cho mẹ hoặc giữ lại hai con. Sau đó, bệnh nhân đã chọn giữ thai bất chấp các rủi ro có thể xảy ra. Giữa tháng 11, khi hạch cổ trái tăng kích thước khá lớn, gây hạn chế trong sinh hoạt, vận động cổ kèm đau nhiều, phù nề cánh tay trái, bệnh nhân phải nhập viện ca. Sau 2 tuần, khối u tiếp tục tiến triển, các cuộc hội trần trong viện và liên viện diễn ra liên tục phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm văn bình phó giám đốc chuyên môn bệnh viện ca cho biết bệnh nhân là trường hợp ung thư vú trái tái phát di căn hạch thượng đòn trái xâm lấn da khó khăn đặt ra với y bác sĩ là vừa kiểm soát sự tiến triển của khối u vừa đảm bảo an toàn cho song thai phát triển bác sĩ bình cho hay khối u hạch chèn ép gây đau đớn cho người bệnh phải điều trị chống đông xử lý huyết khối nếu không sẽ có nguy cơ tắc nghẽn phổi thêm rằng nếu không mổ khối u có thể gây xâm lấn vỡ tắc mạch chèn ép khó thở Sáng mùng 5 tháng 12, khi thai ở tuần 34, các bác sĩ của bệnh viện ca cùng phụ sản trung ương đã phối hợp mổ bắt con cho thai phụ. Cuộc mổ được cân nhắc tính toán kỹ càng để đảm bảo an toàn cho mẹ con. Cặp song sinh nặng 1,8 kg chào đời khỏe mạnh. Các bé được chuyển về chăm sóc tại bệnh viện phụ sản trung ương, còn người mẹ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện ca. Người mẹ cho biết, nhìn thấy hai con khỏe mạnh là ước nguyện lớn nhất của cả gia đình. Cảm ơn các bác sĩ hai bệnh viện rất nhiều, em sẽ quyết tâm điều trị sớm để được gặp con và chăm sóc các con. Ung thư vú phổ biến nhất trong các loại ung thư là nguyên nhân chính gây tử vong do ung thư ở phụ nữ. Tỷ lệ ung thư vú ở nước ta ca mức cao, đứng đầu về số ca mắc mới trong các bệnh ung thư ở nữ giới với 21.555 ca, đứng thứ ba về số tử vong do ung thư với hơn 9.000 ca.